đã mất đi người mình đã từng yêu. Trong giấc mơ, chàng trai đã trở lại với bao ký ức ùa về. Họ yêu thương nhau say đắm, trải qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống. Mọi thứ tưởng như sẽ hạnh phúc biết bao nếu như cô gái có người mình yêu bên cạnh. Thế nhưng tất cả chỉ là ký ức trong giấc mơ. Cô cần phải đứng lên và đi tiếp cuộc đời của mình với bao sóng gió, hoài bão và những điều tốt đẹp hơn còn đang đợi cô ở phía trước. Nghệ sĩ biểu diễn Trịnh Văn Thắng, Nguyễn Thị Đồng, tiết mục của Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam, thành phố Hồ Chí Minh. Girl who lost the person she once loved. In her dream, the boy came back with unforgettable memories. They love each other passionately, experiencing many ups and downs of life. Everything seems to be so happy if the girl had her lovers by her side. But it's all just a dream. She must stand up and move on with life, with ambitions and better things waiting for her ahead.
Okay.